Dạ em tên Phúc ở Roa, xin kính chào anh em. Thì em vừa thổi bụi xong chiếc âm ly Ecophase N550. Thì em về hiện trạng là siêu đẹp, thiếu mọi cái thùng bỏ vào ha, đầy đủ phụ kiện, đây là catalog và các thông số. Rồi thì em sẽ giới thiệu anh em đây. Rồi chứ bây giờ em quay phần nội thất trước và em đóng nắp lại và quay phần thất bên ngoài và báo thông số luôn ha. Dạ đây, đây là phần nội thất của chiếc âm ly mới ken luôn. Đây anh em thấy từng con ốc nè, mốt nè, còn sóng bóc luôn à. Thì đối với chiếc N50 này nó đánh sò mốt phát ha, mỗi với ngày là 6 con, hai với là 12 con sò mốt phát GK. Và bo mạch phần nguồn thì nằm phía trong đây, tăng phô và tụ lọc thì nằm phía trong bo này. Đây, thiết kế cực kỳ là gọn gàng và rất là đẹp luôn. Đây là bo công suất, này bo mạch rề, còn này bo mạch đầu vào đó, còn bo này là bo mạch của phần option vào. Cực đẹp luôn. Những cái bo dĩa đứng này rất là nhiều à, thì toàn bộ là những dĩa đứng không à. Dĩa đứng thì chúng ta nhìn nghiêng ta mới thấy, còn chúng ta nhìn thẳng trực diện xuống thì nó bị khuất hết rồi. Đấy, rồi thì phần ruột gan của chiếc âm ly Ecophase N550 là như vậy à, rất mới luôn. Rồi bây giờ em sẽ ráp nắp lại. Dạ rồi, thì em đã ráp lại phần thất bên ngoài và phần nắp trên ha. Dạ rồi, đây là cái phần phụ kiện của máy, bao gồm catalo và remote zin đúng đời ha, RC200 và dây nguồn zin chân vàng. Rồi, đây là phần thông số nè, đây là phần thông số chính xác nhất từ hãng ha. Thì đối với chiếc âm ly Ecophase N550 được hãng Ecophase sản xuất vào năm 2009 ha, 2009. Và giá xuất xưởng đây, giá là 570.000 yên, là không bao gồm khiển RC200, và giá là 598.500 là bao gồm cả khiển ha. Thì cái khiển không, nó khoảng 29.800, khoảng 300.000 yên khoảng 30.000 yên. Dạ ra đây là phần thông số nè. Thì kích thước của chiếc âm ly ngang qua là 46.5 và cao lên là 19.6, hậu sâu là 42.7 và nặng là 24 kg ha. Và công suất tiêu thụ điện là 300W. Rồi về phần công suất đa lo, thực tế đa lo thì đối với chiếc âm ly 50 này, nó là thuần LED A ha, thuần LED A là 30W ở chế độ 8 ohm và nó đánh từ 8 đến 1 ohm này ha, thì 150W cho 1 ohm. Đây, thì đối với chiếc âm ly này đánh xuống được 1 ohm luôn ha. Thì đối với phần hình thức của chiếc âm ly 50 này thì cũng là thiết kế mặt khoai nhôm vàng truyền thống ha, rất là đẹp. Và hiện trạng của chiếc ly này là cực ken, không chấm, không phẩy, không lông mèo và không lông chuột ha. Thì thiết kế với phía bên phải là một volume, phía bên trái là một cái nút chuyển ngõ selector và một nút power nguồn. Đây class A, thì chiếc ly này là thuần class A 30W này ha. Và phía dưới nó có một cái bảng điều khiển nè, những nút sẽ mở ra. Đây thì về phân số của bảng điều khiển nè, thì có hiển thị từ trái từ phải qua nè, ba lăng nè, chép nè, bát nè, lunet nè, master đèn nè, và kim của chế độ mono ha, các ngõ record, các ngõ full tap và cầu lo AB và chế độ A cộng B ha. Đấy. Rồi về phần mặt mũi đây anh em xem rất là ken, không chấm không phẩy ha. Đẹp, đẹp luôn, hành vách phía trên cũng vậy à. Còn phía bên hông, bên hông nước sơn zin rất là bóng. Và phần nắp trên cũng vậy ha, cũng nước sơn zin hết toàn tập và không chạy trụi hết. Nói chung là chiếc đây này chỉ thiếu cái thùng để bỏ vào thôi. Đấy, đây là có cái tem của siêu thị Nhật nè, N50. Đây là phần phía sau, vì sao là đầy đủ các lớp chụp pin qua cao phay ha, tên ấp có chữ cao phay hết em ha. Đây chạm lo rất là to, thì nó đánh hai cầu lo AB và chế độ A cộng B. Về phần kháng trở nè, kháng trở rất là rộng, từ 2 đến 16 ha, và AB thì 4 đến 16 luôn, rất cực kỳ rộng, đánh bi quay anh em đánh bi quay thoải mái ha. Và thông số của hãng cho chính xác, chúng ta đánh xuống 1 ohm mà, nhưng mà thật ra cũng khó mà có lo 1 ohm lắm. Đây về thông số này,
điện 100V 300W tiêu thụ điện ha, made in Japan và series nè 312. Đây cái lúc chụp nè, để em rút cho anh em xem cái đoạn mới của nó ha. Xíu em sẽ gắn lại. Vàng ống như vàng 18K luôn. Đây. Rồi nè thấy không? Mới keng sao vàng luôn. Và đường ba lăng cũng vậy. Đây, tường mới. Thì về phần gói ghép này, chiếc E550 thì anh em có ghép nhiều dòng loa rất là tuyệt vời, từ JB, Tenor, BMW và những cái dòng Porsche châu Âu, Lux hay là BMW, ví dụ như những dòng JBL thế hệ mới, những dòng thế hệ cũ cũng rất là ok, và đặc biệt là những cái dòng âm ly Class A của Agoplay thì có thể chơi được rất là nhiều dòng lo, ví dụ như những cái dòng Tenor cổ này, JB cổ này, đó rất là hay. Và những cái dòng lo mới thì anh em khỏi phải bàn à. Thì đối với chiếc Amply là sản xuất vào năm 2009 ha. Tuổi đời cũng còn tương đối là ít sử dụng ha. Rồi thì bây giờ em sẽ gắn dây và em test ha, và giá là 89 triệu bao ship toàn quốc anh em. Vậy rồi, bây giờ em sẽ gắn dây kết nối vào. Dạ rồi, thì em đã gắn dây kết nối vào và bấm nguồn lên ha. Thì đây là phần kết nối, với sao em đang ghim câu loa A và ngõ đầu tiên của chiếc MD, ngõ tuner. Dạ đây, đây là phần của chiếc điều khiển này. Thì trên điều khiển thì chúng ta có thể điều khiển tất cả các đường vào ở trên chiếc điều khiển này. Rồi, bạn ghim ngõ tuner, ngõ tuner ha. Nhấn nhỏ volume lại, rồi em sẽ lấy nhạc. Rồi, bật cầm nó lên. Mùa thu lãng quên vào tiếng mưa rơi.
rơi êm đềm, trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên. Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chia hơn tôi. Trời mùa thu lắm mây, còn bước em đi quên về. Vòng tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi thương nhau. Chậm lặng người đi qua trên đường phố rên mướt, dấu chân chưa tìm về. Chút kỷ niệm ngày đầu, để từng mùa thu đến ra đi không mang tin, nỡ quên đi đành sao. Kể từ em vắng xa, ngày tháng bơ vơ quên mình. Mùa thu mưa vẫn rơi, không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào. Còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em. Tiện quá là tuyệt vời, quá phê ha. Dạ rồi, em cũng xin kết thúc clip và với chiếc Camry Alfa E550 rất là keng đây, giá là 89 triệu mà ship toàn quốc. Dạ rồi, em xin kính chào anh em.